Nước mía là thức uống rất hấp dẫn, nhưng vấn đề vệ sinh an toàn khi sử dụng nước mía mua ngoài đường khiến nhiều người e ngại. Chưa kể nước mía khi để lâu ngoài không khí sẽ rất dễ bị biến đổi chất, làm người uống dễ gặp vấn đề về tiêu hóa. Để giải quyết câu chuyện về nước mía sạch, đồng thời giúp người yêu thích loại nước uống này có thể tự pha chế mọi lúc mọi nơi, ông trùm trái cây sấy Nguyễn Lâm Viên đã cho ra đời sản phẩm độc đáo nước mía sấy khô. Cái lý do mà anh làm nước mía sấy khô này là bởi vì cái sự băn khoăn của người tiêu dùng rất là nhiều vấn đề. Nước mía rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Nước mía nó rất là nhiều dinh dưỡng trong đó. Nhưng chúng ta chỉ được phép uống trong khoảng 15 phút sau khi ép nước mía ra thì nó mới hoàn toàn tốt và nó còn đầy đủ những dinh dưỡng của nó. Bởi vì cái thời gian bị oxy hóa của nó rất là nhanh. Nhưng những cái vấn nạn mà chúng ta để giải quyết được cái phiền đó, để có niềm tin về vấn đề đó, thì gần như là chúng ta là chưa có hoàn toàn là có thể tin tưởng được điều đó khi chúng ta mua nước mía ở bên ngoài. Với cách pha chế đơn giản, chỉ cần 5 muỗng nước mía sấy khô hòa chung 100ml nước sạch, khuấy đều và thêm đá là đã có thể thưởng thức ly nước mía như vừa mới ép. Người uống còn có thể biến tấu thêm hương vị cho ly nước mía sấy khô của mình, như cho thêm sầu riêng, trái tắc hay dâu tây.